Thưa quý vị và các bạn thân mến, thế lực nào bảo kê cho các trang mạng đứng tên lãnh đạo? Sau nhiều năm công khai hoạt động vô luật ở Việt Nam nhưng các trang mạng bị xem là giả danh lãnh đạo vẫn không hề hấn gì. Chỉ đến năm 2019, vấn nạn này mới lần đầu tiên được nêu ra trong một cách tương đối cụ thể trong kỳ họp tháng 10 và 11 của Quốc hội, cũng là lần đầu tiên được nêu công khai trong nội bộ đảng cầm quyền. Thực tế có nhiều trang mạng làm giả những trang mạng của chính phủ, của đảng, làm giả những trang của các lãnh đạo cao cấp của đảng và chính phủ. Nhiều trang mạng đưa những thông tin rất chính thống, sau đó lại khéo léo lồng ghép với các tin lề trái vào đó, thì chúng tôi, người dân, cử tri không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, vì họ đang dùng chiêu hư hư thực thực. Một số đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng 4T Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Các trang mạng bị xem là giả danh lãnh đạo là nguyễntấndũng.org, nguyễnphutrọng.org, nguyễnxuânphúc.org, nguyễnthịkimngân.org, tôlâm.org. Sinh đẻ theo cấp số cộng qua mỗi năm tổng cộng có đến gần 50 trang mạng như thế. Nhưng không phải mỗi trang mạng trên đều có ban biên tập riêng mà chúng chỉ khác nhau về tên gọi và khác đôi chút về hình thức trình bày, còn phần lớn nội dung đăng tải là giống hệt nhau. Giống đến mức không cần hoài nghi về việc những trang mạng này được thiết lập bởi cùng một nhóm người. Trong thực tế, đã có tin trên mạng xã hội cho biết các trang mạng đứng tên lãnh đạo đều có cùng một bàn tay đạo diễn và bàn tay này thường họp với ban biên tập. Tại một nhà hàng ở Hà Nội định kỳ hàng tháng, những trang mạng này thường có được nguồn tin tức nhanh hơn và sâu hơn so với khối báo chí nhà nước. Nói chung, thỉnh thoảng còn đăng tải cả những tin tức nội bộ trong ngành công an và báo chí ngoài ngành này khó mà có được. Cũng đã xuất hiện nhiều dư luận về việc các trang mạng đứng tên lãnh đạo có nguồn gốc và sự tham gia của Cơ quan An ninh Cộng sản Việt Nam, được tài trợ bởi một nhóm tài phiệt trong đảng bao gồm quan chức chính trị và đại gia tài chính. Cũng không loại trừ khả năng đã có những chóp bu nào đó trong Bộ Chính trị Đảng đứng ở phía sau bảo kê cho những trang mạng này. Cho dù thỉnh thoảng vẫn có ý kiến trong nội bộ Đảng cho rằng những trang mạng trên là giả danh lãnh đạo, nhưng chính tình trạng hết sức an toàn trong hoạt động của chúng, thậm chí còn công khai và khung nhuận bút, không bị bất kỳ cơ quan nào từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an đến các cơ quan quản lý thông tin ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sờ gáy, cho thấy những trang mạng này cần được gọi đích danh là đứng tên lãnh đạo và rất có thể được lãnh đạo bảo kê. Rất có nhiều người dân đã nghi ngờ rằng liệu có thật các quan chức trong Bộ Chính trị Đảng như Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang đã chết, Tô Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân không biết gì về những trang mạng vừa nặc danh vừa mạo danh này, hay biết nhưng vẫn ngầm che chắn và tòa dập. Với thực tế nền chính trị Việt Nam mà bị nhiều người xem là đầy rẫy chất liệu mafia, nguồn cơn thật dễ hiểu và các trang mạng đứng tên lãnh đạo chỉ có thể tồn tại được với điều kiện được những cấp rất cao bảo đảm cho các hoạt động của chúng. Chính yếu tố này đã khiến bất kỳ cơ quan quản lý thông tin nào nếu muốn kiểm tra xử phạt hành chính hay dùng những biện pháp hình sự đối với những trang mạng đứng tên lãnh đạo đều phải bó tay. Nhưng chữ nếu chỉ mang tính hoàn toàn giả định, vì trong thực tế nhiều năm qua và ngay cả từ sau khi luật an ninh mạng được triển khai chính thức vào đầu năm 2019, người ta chỉ thấy hệ thống pháp luật và luật an ninh mạng gia tăng xiết bức đối với những tiếng nói bất đồng chính kiến và phản kháng trên mạng xã hội, nhưng không hề đả động gì đến các trang mạng đứng tên lãnh đạo. Hẳn lợi ích được đánh bóng và lobby chính trị của một số quan chức cấp cao đã bắt buộc tất cả các cơ quan quản lý truyền thông đều trở thành đồng lõa với chính những trang mạng này. Nhưng không chỉ là lợi ích đánh bóng trong thì hiện tại mà còn là những âm mưu chính trị ủ chứa trong thời gian sắp tới. Tương lai đang ập đến với chính trường Việt Nam cùng với hàng núi biến động mà độ rung chấn của nó có thể chẳng kém thua gì so với vụ cả ba bị bắn ở Yên Bái năm 2016. Nhưng ngay giờ đây, bầu không khí đầy kích động của thời tiền Đại hội 12 đang trở lại với chính trường Việt Nam sau tháng 4 năm 2019.
Tức sau thời điểm mà ông Nguyễn Phú Trọng thình lình bị một cơn bệnh ở xứ Kiên Giang, nhà bà X Nguyễn Tấn Dũng. Cơn bão bệnh trên có vẻ cấp tính và nguy hiểm đến mức chẳng bao lâu sau đó đã xuất hiện kịch bản về chuyển giao quyền lực của Nguyễn Phú Trọng cho người khác. Rõ ràng là khoảng trống quyền lực mà Trọng có thể phải từ bỏ là miếng bánh hấp dẫn hơn nhiều so với thời của ông ta chỉ là Tổng Bí thư, tạo sức hút thơm ngậy và mê dại đối với các cơ quan, với các quan chức khác trong Bộ Chính trị. Trong dư luận nội bộ cũng ngày càng phổ biến câu cửa miệng lực bất tòng tâm, nhằm ám chỉ một ông Nguyễn Phú Trọng rất có thể sẽ không còn có thể đảm nhiệm chức vụ được đến hết nhiệm kỳ 12 này và có thể bước sang được đại hội 13. Tuy chẳng ai dám công khai nói về tương lai nhắm mắt xuôi tay của ông ta. Quy luật thường thấy trong chính trường là độc tôn quyền lực và cá nhân chủ cá nhân đủ lâu hoặc quá lâu sẽ càng sinh biến loạn nội bộ một khi cá nhân đó phải chấm dứt quyền lực. Trường hợp của Nguyễn Phú Trọng cũng rất có thể đang và sẽ là như vậy. Nhưng sự ra đi của người này lại là sự vui sướng và niềm hy vọng của kẻ khác. Âm binh bắt đầu nổi lên ngay trước cái ghế của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Cuộc chiến của những kẻ được xem là ngang cơ và ẩn mình dưới ghế Tổng Trọng cũng bởi thế sẽ tưng bừng và khắp nơi sẽ nổi lửa lên em cho đến khi đại hội 13 kết thúc vào đầu tháng 1 năm 2021 tới. Cuộc chiến đó thuộc về những quan chức âm binh sôi sục tham vọng lấp vào khoảng trống quyền lực mà Nguyễn Phú Trọng trước sau cũng phải nhả ra, và cũng thuộc về các trang mạng đứng tên lãnh đạo, dẫn dắt và hướng lái dư luận để phục vụ cho những nhân vật chính trị bất ngờ chiếm ghế khi đó, đặc biệt khi chính trường sắp bước vào năm 2020 mang tính quyết định về các nhân sự chủ chốt trong Bộ Chính trị và trong tam trụ hoặc tứ trụ. Cuộc chiến đó cũng có sẽ được dẫn dắt bởi những trang mạng đứng tên lãnh đạo mà phe cánh chính trị đã từ lâu trở thành thuộc tính của chúng. Nếu không có gì thay đổi vào năm 2020, những trang mạng này sẽ hiện nguyên hình với tên riêng, chứ chẳng cần mượn danh lãnh đạo nào nữa. Dù Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khi trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội cho rằng Bộ đã rất là mạnh và về chuyện sẽ gỡ bỏ các trang mạo danh lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Trong 2 tháng vừa qua đã gỡ 207 trang, có những trang là trang web thì chúng ta ngăn chặn, có những trang trên nền tảng mạng xã hội thì chúng ta hợp tác với các nền tảng mạng xã hội. Trong số có 46 trang liên quan đến các tên của các ông lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nhà nước, nhưng đó chỉ là một cách nói lấp liếm hay một cách nói trong tư thế bị khóa miệng của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Bởi cho tới nay, các trang mạng đứng tên lãnh đạo vẫn còn nguyên hình dạng và nội dung như một thách thức rất lớn trước luật an ninh mạng và những kẻ đã đẻ ra những cái luật này. Và dù Nguyễn Phú Trọng chẳng mấy quan tâm đến mạng xã hội và lợi ích có được từ những trang mạng đứng tên lãnh đạo, nên có thể đã chỉ đạo cho Bộ Thông tin và Truyền thông tìm cách ém nhẹm những trang này. Vẫn có thật nhiều những kẻ khác không muốn mất đi mối lợi của cơ chế truyền thông dọn đường cho đại hội 13 và xem lệnh của Trọng chẳng ra gì. Những trang mạng đứng tên lãnh đạo rất có thể nằm trong quỹ đạo phe cánh chính trị quay quắt và sẵn sàng đâm dao sau lưng khi có cơ hội. Có một chút đặc biệt xảy ra tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 và 11 năm 2019 khi ông Bộ trưởng 4T Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng lần đầu tiên bị đại biểu Quốc hội chất vấn thực tế có nhiều trang mạng làm giả những trang mạng của chính phủ, của Đảng, làm giả những trang các lãnh đạo cao cấp của Đảng và chính phủ. Nhiều trang mạng đưa những thông tin rất chính thống, sau đó lại khéo lồng ghép với các tin của lề trái. Tuy nhiên, cách trả lời của Bộ trưởng Hùng có vẻ đi hàng hai và né tránh trách nhiệm của Bộ này. Theo ông Hùng, vừa qua đã phối hợp với hẳn một lực lượng để giải quyết các vấn đề. Bộ này đã rất mạnh về chuyện gỡ xuống các trang mạng mạo danh lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Trong 2 tháng, chỉ trong vòng 2 tháng vừa rồi, họ đã gỡ đi 207 trang và có những trang là trang web thì họ ngăn chặn. Ở trong Việt Nam sẽ không xem được những cái trang web đó. Còn
những cái trang mạng xã hội thì họ đã liên kết với các nhà mạng, ví dụ như mạng Facebook, để xóa, gỡ, ngăn chặn những cái video đó. Ví dụ như những cái trang mà fanpage của chúng tôi cũng vậy. Thời gian này lượng người truy cập cực kỳ ít, thậm chí bị tê liệt, đó là bị chặn bởi Facebook. Cũng theo ông Hùng, vừa qua Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo trực tiếp chỉ đạo phải xác định xem thực chất trang này có cơ quan nào hay chính đồng chí lãnh đạo được đó đứng tên hay không. Sau khi xác định và được là những kẻ mạo danh, phải cương quyết triệt hạ theo hướng đó, chứ không phải là vì đọc trang đó thấy thông tin không đúng thì hạ xuống. Cần chú ý, trong thời gian vừa qua, trên chỉ trong vài tháng gần đây, còn các trang mạng giả danh lãnh đạo, hoặc chính xác hơn là đứng tên lãnh đạo, đã tồn tại trong nhiều năm trời trước mũi của Bộ Chính trị và Đảng. Vậy thực chất trang mạng đứng tên lãnh đạo là gì? Đặc điểm chung của các trang mạng đứng tên lãnh đạo là có được nguồn tin tức nhanh hơn và sâu hơn so với khối báo chí nhà nước nói chung. Thỉnh thoảng còn đăng cả những tin tức nội bộ trong chính ngành công an và báo chí ngoài ngành này khó có thể có được. Trong những năm qua đã xuất hiện nhiều dư luận về việc các trang mạng đứng tên lãnh đạo có nguồn gốc và tham gia của các cơ quan an ninh Việt Nam, được tài trợ bởi một nhóm lợi ích nào đó trong đảng. Còn có tin trên mạng xã hội cho biết trang mạng đứng tên lãnh đạo đều có cùng một bàn tay đạo diễn, và bàn tay này thường họp với ban biên tập tại một nhà hàng ở Hà Nội định kỳ hàng tháng. Việc hệ thống các bài viết những trang mạng đứng tên lãnh đạo cho thấy tỷ lệ bài tuyên truyền, trong đó nhiều bài tuyên truyền một chiều cho ngành công an là cao, không khác gì với báo Công an Nhân dân. Nhưng cho tới nay, bất chấp những trang mạng đứng tên lãnh đạo đã tồn tại trong một thời gian dài không hề công khai ban biên tập, nhưng thản nhiên mang danh nghĩa những quan chức chọn bù như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, quan chức một thời là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, quan chức từng là Chủ tịch nước nhưng đã chết, ông Trần Đại Quang, Thủ tướng hiện thời là Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, và còn công khai có cả những khung nhuận bút. Những trang mạng này vẫn không bị bất cứ chế tài hay xử phạt nào từ phía các cơ quan an ninh của Bộ Công an cũng như Ban Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Thông tin Truyền thông, kể cả thời của ông Trương Minh Tuấn còn là bộ trưởng bộ này với biệt danh là sát thủ báo chí. Từ sau khi luật an ninh mạng được triển khai chính thức vào đầu năm 2019, người ta chỉ thấy luật này gia tăng siết bức với những tiếng nói bất đồng chính kiến và phản ánh xã hội trên mạng, nhưng không hề đả động gì đến các trang mạng đứng tên lãnh đạo. Với thực tế, nền chính trị độc tài Cộng sản Việt Nam và bị nhiều người xem là đầy rẫy chất liệu mafia, nguồn cơn thật dễ hiểu, và các trang mạng đứng tên lãnh đạo chỉ có thể tồn tại được với điều kiện được một cấp rất cao, thậm chí là Bộ Chính trị bảo đảm cho các hoạt động của chúng. Công cuộc đấu tranh tư tưởng có vùng cấm như thế đã khiến cho nhiều nghi ngờ rằng liệu có thật Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân không hề biết gì về những trang mạng vừa nặc danh vừa mạo danh này, hay biết nhưng những chỗ bụt đó của Việt Nam đứng đằng sau và bảo kê cho những trang mạng này. Những trang mạng đứng tên lãnh đạo rất có thể nằm trong quỹ đạo của phe cánh chính trị, quay quắt và sẵn sàng đâm dao sau lưng. Khi có cơ hội, cơ quan đó sẽ đến một khi nào đó nổ ra đảo chính cung đình, cơ hội đó sẽ thuộc về các trang mạng đứng tên lãnh đạo, dẫn dắt hướng lái dư luận để phục vụ cho những nhân vật chính trị bất ngờ chiếm ghế khi đó. Cũng khi đó, những trang mạng này sẽ hiện nguyên hình với tên riêng chứ chẳng mượn danh lãnh đạo nào cả. Luồng dư luận trên không còn là giả thiết và mà phần nào đó đã được khẳng định trong thực tế, khi cho tới nay Ban Tuyên giáo Trung ương lẫn Bộ 4T đều không dám đả động gì và có bất cứ một động tác xử lý mạnh mẽ nào đối với những trang mạng như thế này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới để góp ý cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông tin.
thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.